mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 24 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Nga làm gì tại Ninh Thuận vậy Nga? Dạ, là em kinh doanh tự do anh Việt, chú Quyền Linh. Em kinh doanh tự do hả chú Quyền Linh? Rồi, em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Nhật Trường ạ. Trường. Dạ, năm nay 26 tuổi. Công việc của em... Làm gì Trường? Là nuôi cừu ạ. Chăn cừu. Dạ, ông, dạ chăn nuôi cừu. Thì chăn nuôi cừu đó, dạ. Gọi là tắt là chăn chàng, chăn cừu. Trường. Nuôi nhiều không? Dạ, cũng vài chục. Trường 26 tuổi. 26 tuổi. Nuôi con cừu, nuôi ba mươi mấy, 40 con, đúng không? Dạ, hơn rồi. Hơn luôn? Dạ. Ở đâu? Dạ, ở Ninh Thuận anh. Ồ. Ồ, Ninh Thuận luôn. Vậy hôm nay hai bạn đều là Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận á, là được mệnh danh là vùng đất gió như phan, nắng như rang. Ha. Nga, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Còn khuyết điểm của em là ít nói, em sợ ma, em hay chơi trò chia rẽ. Chia rẽ là trò dạ, sao? Chia rẽ ba mẹ em á, em ngủ chung với mẹ, ba em ngủ riêng. Rồi ba em có la em không? Dạ không. Ba thương con quá ha. Tự nhiên dạ, ta có con cặp thì bắt ngủ riêng hoài. Tức là bây giờ em vẫn còn ngủ chung với mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy chắc mẹ em mong em lấy chồng lắm đây. Có thấy ma lần nào chưa mà sợ? Dạ, nhiều khi mình cảm thấy nó lạnh đó chị. Xong em cảm thấy hình như có hay sao, em sợ. Sợ lắm hả? Dạ. Em nên... tưởng tượng con ma nó sao em? Chắc không đầu á. Trời ơi, ma không đầu hả? Rồi sao nữa? Đi chân nó không đụng đất. Mặc dù chưa bao giờ ai thấy con ma nhưng mà hình như rất là nhiều người sợ ma. Đúng rồi, một dạ, nỗi sợ không thể nào gọi tên, không thể nào giải thích được. Em có sợ ma không? Dạ có ạ. Trời ơi, chăn cừu mà sợ ma. Em thấy con ma chưa? Chưa. Em tưởng tượng con ma thế nào? Cũng xấu. Con ma xấu? Dạ. Có con ma đẹp không? Dạ, chắc thấy em thấy trong phim cũng có ma đẹp. Trời ơi, lạ thiệt á. Rồi mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, học bác. Công việc nhà, ví dụ như điện, nước, em đều có thể làm thành thục hết. Em có thể đi chợ được. Đi chợ? Dạ, mà không biết nấu ăn. Đi chợ không biết nấu ăn? Dạ. Rồi ra đi chợ không biết nấu ăn. Dạ, có thể món đó em có thể mua thứ này thứ kia. Mua mà ai mua không được. Đúng rồi, mà quan trọng là chợ có biết trả giá không? Dạ, đi siêu thị không mà chị ơi. Siêu thị. Trời ơi. Vậy mà dám nó đi chợ, chàng chăn cừu và cây sáo. Lãng mạn quá, lãng mạn đâu quá. Mình thổi thử. Dạ. Em hay làm ngồi lên anh làm con cừu cho em cởi. Dạ không dám anh. Được không? Dạ không. Thử cho coi nó thế nào. Lãng mạn lắm nha, trên một thảo nguyên mênh mông, trên một sa mạc mênh mông của vùng Phan Rang, sỏi đá, có một con cừu và một chàng thổi sáo leo lên, leo lên. Mà ủa, nó tính leo thiệt trời. Anh biết thổi sáo không? Anh thổi biết. Cái này cầm sao? Được không anh Linh? Hơi khó. Đúng rồi, đúng rồi. Để tay như vậy đúng rồi. Để vậy đúng không? Dạ. Vậy đúng không? Dạ dạ. Rồi thổi nè. Biết cái lỗ này dạ, để cho dạ, đau cưng. Dạ. Vậy đúng không? Thổi vậy đúng không? Dạ. Rồi thổi, thổi. Thôi bỏ đi anh Linh, bỏ đi anh Linh. Trong này tôi thổi tôi nhớ cây này không mà ta. Cái đó là cái tiêu. À cây tiêu. Trời ơi, chết chết là lộn. Sáu, sáu ngàn. Dở tay. Không được rồi, cây này không được. Tôi thổi cây tiêu. Tôi thổi cây tiêu, tôi ngồi dưới gốc điều, tôi thổi là tiêu điều. Dạ, em sẽ thổi bài Chắc Ai Đó Sẽ Về. Wow. Cái gì? Chắc Ai Đó Sẽ Về. Mình tưởng tượng Sơn Tùng MTB mà ngồi cù thổi sáo bài này hay lắm á. Ghê ghê. Thử biết, thử coi. Dữ dữ. Ừ, bắt đầu. Dạ, dạ. Thank you.
Vậy mà đúng. Quá hay rồi, quá giỏi. Vậy cũng hay rồi. Nhưng mà đúng. Rồi lúc em thổi sáo mấy con cừu nó cảm giác sao? Cũng chờ chờ đó, có gì đâu. Nó trơ trơ vậy đó. Mấy con cừu lạ thiệt, tao thổi sáo vậy mà mặt trơ trơ vậy đó. Vậy thổi sáo như vậy nè, rồi trước giờ đi cua gái, cua được bao nhiêu cô rồi? Dạ, chưa cua được cua nào hết. Chưa yêu ai hết? Dạ, thổi sáo thì chưa lấy sáo để thổi để cua, nhưng mà đã có hai mối tình. Hai mối tình rồi, dạ. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu rồi? Dạ, 4 năm rồi chị ơi. 4 năm? Dạ. Rồi lý do tại sao mà mình chia tay? Em quen cô ấy còn đi học nên gia đình không cho quen. Rồi quen nhau được 13 ngày rồi. Hả? Quen nhau được 13 ngày à. 13 ngày? Dạ. Hẹn đi chơi được bữa nào chưa? Dạ, được một bữa. Một bữa có nắm tay gì chưa? Dạ, cũng có. Có? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Muốn không không? Dạ, muốn ạ. Muốn nhưng mà chưa được đúng không? Ôi, tội nghiệp quá trời. Chàng trăng cừu có mối tình 13 ngày. À, chào Nga trời ơi. Trắng tươi vậy trời. Sống ở vùng nắng như rang mà gió như phan mà sao trắng tươi vậy? Dạ, nhờ đèn á. Không có đèn đâu, anh nhìn hay lắm. Anh dùng xuyên bóng tối còn biết đẹp hay không mà. Em nói về tình yêu của em đi. Dạ, em trải qua một mối tình nhưng mà là đang tìm hiểu được 6 tháng. Xong tụi em thấy không hợp nữa nên tụi em chia tay. À, 6 tháng rồi hả? Dạ. Tìm hiểu. Dạ. Có nắm tay chưa? Thì nắm tay thì có nhưng mà chỉ có nắm tay thôi. Có không? Dạ không. Những cô gái Ninh Thuận rất là đẹp ha. Dạ. Mấy cô mà lai lai, người rắc lay, người chăm rồi dễ thương lắm. Dạ. Ngồi bên khung cửa dệt á. Em ngồi bên khung cửa thoanh thoát lượn đôi tay trên nền khung vải mới. Bàn tay anh tuôn nhanh cánh chim bay lượn quanh bên nền khung vải mới. Những sợi chi đu màu dệt áo em anh dệt ước mơ. Hay quá. Bài Chăm của sáng tác A Mưu Nhân. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, em muốn tìm một nửa là cao khoảng 1m68 trở lên. 68? Chù. Dơ. Cao hơn con cừu luôn. Dạ, là to một xíu. Này ngang ngửa với con cừu, không có to được. Chuẩn men á. Chuẩn men. Dạ. Chăm lo cho bạn gái. Chăm lo mấy chục con cừu nó còn lo được. Một người không ăn thua gì hết. Bây giờ em không thích điều gì ở người đàn ông nè? Dạ là gia trưởng, tính toán, kê bon. Có không? Dạ không gia trưởng à. Em không rất là ga lăng à. Ừ. Anh thấy đàn gái dạ. rất là dễ thương, xinh luôn á nha. Dạ. Trường cũng ơi. Là... Dạ. À, vậy em mong muốn một mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Ngoại hình tầm 1m55 tới 62 là được rồi chị. Ừ. Nước da trắng, khuôn mặt tròn tròn. Trắng dữ. Trời luôn. Ơi em ơi, bên chị là bao trắng. Mặt bầu bầu thì dễ thương, người cân đối là được rồi chị. Hơi mềm mỉ một tí cũng không sao. Sao tả y chang vậy trời? Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Không thích tính cách. Ừ. Dạ. Tính cách ngoại hình không thích cái gì? Không được trang điểm đậm quá được. Như sương môi đỏ hay là đánh phấn đồ mà đỏ quá. Ta son kệ, ta sơn kệ người ta. Sơn càng môi trời càng đỏ ơi, càng đẹp. Sơn môi đỏ bây giờ là người ta đang mốt. Chừng nào quýnh cái mặt trắng xác mà sơn cái môi đỏ lên nhìn mới thấy kỳ. Chị Nam Thư này trang điểm đậm không? Coi coi vậy đậm không? Dạ đậm. Chị đậm không... anh nhưng mà xinh. Chị không có trang điểm. Hoang đang tự không nhiên tin. Em không tin. Em không tin. Dạ. Nói chứ phụ nữ á, là phải dạ. biết làm đẹp một tí xíu, dạ, hiểu không? Dạ. Rồi không thích phụ nữ là gì đó? Trang điểm đậm. Trang điểm đậm. Rồi cái gì nữa? Em muốn là có một cái chuyện gì đó mình nói thẳng thắn ra, mình giải quyết ngay luôn. Ừ. Không có để trong bụng sau này mình khui ra mình nói. Đúng không rồi. Ví dụ như bây giờ hai bạn mà yêu thương nhau đi ha, nắm tay nhau ra về mình tính chuyện xa hơn là kết hôn. Thì em có chuẩn bị về kế hoạch về tương lai, kế hoạch về tài chính gì cho cái chuyện sắp tới chưa? Nếu mà bạn nữ làm dâu được thì có thể rất là tốt. Hả? Làm dâu được là tốt. Dạ. Dạ. Nhà... Còn không thì em có đất thì xây nhà mình ở. Có đất rồi đúng không? Dạ có đất. Giao lưu với người thân đi ha. Ừ. Dạ. Nga, hôm nay em tới đây với ai? Dạ em tới với chị gái, em gái với lại mẹ chị. Dạ con chào chú Hiền Linh, chào chị Nam Thư, chào anh trai bên đây và dạ, chào tất cả mọi người. Em tên là Phương, là em gái của chị Nga. Chị em là một người hiền, ít nói, cũng biết chăm lo cho gia đình. Đặc biệt là chị nấu ăn rất là ngon luôn. Còn về em nói về anh trai bên đây, nhìn tổng thể thì anh
hiền nè, vui tính. Em nghĩ là nếu đã tới đây rồi, nếu mà được á thì theo quyết định của chị, nhưng mà hai người cứ cho nhau cơ hội. Nhìn tổng thể là được đúng không? Em nói với em gái gì một câu đi cho nó. Anh chào em. Anh thì cũng bình cũng anh sẽ nếu mà quen được chị em, anh sẽ hứa sẽ chăm sóc với lại quan tâm nhiều hơn. Cô cho vài ý kiến đi cô. Chào Huyền Linh, chào Nam Thư. Dạ, chào cô. Tất cả trong trường quay. Thì cái đó là do quyết định của con gái. Chứ bây giờ mình muốn thì cũng không được theo cái ý của nó. Riêng cô đánh giá cá nhân con rể tương lai này được không? Thì mình biết mặt cái chưa biết lòng rõ, thì để hai đứa nó từ từ tìm hiểu. Nhưng mình cảm giác thử có được không? Thì thấy thì cũng hiền đó mà cũng không biết được không. Dạ cảm ơn cô. Trường ơi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em họ em ạ. Em chào chú Huyền Linh, chị Nam Thư, nhà gái cũng như các bạn ở đây ạ. Em là Long, là em họ của anh Trường. Nói về anh Trường thì anh rất là cần cù, siêng năng. Nói về bạn nữ thì bạn nữ rất là xinh, rất là dễ thương. Mong hai người sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Mở rào. Chào em. Chào anh. Anh có món quà này tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có thể mở rồi. Dạ. Hết hồn. Anh hy vọng món quà này sẽ giúp em được vui hơn cho cuộc sống. Cái này là cái gì vậy anh? Mở ra cưng. Trời lấy ơi, ra đi em. Để mấy con vậy? Này hot trên mạng lắm em. Em không biết gì luôn á. Ôi, để trên xe chạy lưng tưng đẹp lắm đó, thấy chưa? Bữa anh mua 20 ngàn con đó. Em mua có 15 ngàn. Bây giờ 4 con là 60 anh. Ê, à, đúng rồi. Đúng không? 15 ngàn một con. Tại anh đó lên anh ngồi khai giá. Anh mua 5 con rồi nhưng mà chật quá anh bỏ 4 con rồi. Dạ, con vậy con đó anh giữ ha. Em nhận 4 con. Mai mua đâu chỉ anh trả 4 con. 4 con, 4 cảm xúc khác nhau ha. Dạ. Đây, le lưỡi, trái tim nè, rồi nhăn răng cười rồi đó. Em tên gì? Em quên mất tiêu. Trời đất ơi. Em tên Nga. À Nga hả? Dạ. Tên rất dễ thương. Dạ. Anh ấy ngồi đây nghe cái giọng em, anh cũng rất thích. Dạ. Giờ gặp em là anh thấy... Thấy sao? Anh đã biết bối rồi, vì những lúc thốn nghe em cười. Dạ. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người ơi, xin em chớ quên. Dạ hết rồi. Đừng nha, lù lù dắt cái lù chạy đó nha. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Trung thể, biết chăm lo cho quan tâm người yêu. Anh cũng rất là thích cái mẫu người mình chia sẻ với nhau á. Dạ. Anh có dự định gì cho vài năm sắp tới không? Anh tính phát triển cái mô hình chuồng trại nó tiên tiến hơn, nó hiện đại hơn. Anh thấy em thì em muốn bán ở trong nhà thôi, không ra làm nắng nổi. Em bán cái gì? Dạ bán quần áo. Dạ. Thì anh cũng mong muốn là nếu mà vợ anh sau này thì anh cũng không có muốn là để ra gian nắng. Anh thích là anh nuôi một mình, còn không thích vợ đồng tay đồng chân vào công việc của anh. Em hỏi bạn gái luôn về cái việc là, thì ví dụ mà hai người tới với nhau thì Nga có ngại chuyện là làm dâu, hoặc là ngược lại em có ngại chuyện ở rể không? Làm dâu thì em thấy ok, tại vì em biết nấu ăn, dọn dẹp, biết chăm lo cho người lớn. Rồi. Em không ngại chuyện đó. Với nhau rồi kinh tế gia đình ai giữ? Ai giữ tiền? Rồi anh có quỷ đen không? Rồi. Chắc chắn là vợ mình giữ rồi chị ạ. Hãy nói cảm nhận về nhau một cách ngắn gọn thôi. Rồi mình sẽ tiến hành tới bấm nút. Tới được ở đây là cũng một điều là mình rất may mắn. Dạ. Mình cũng rất là mong sẽ được gặp em thường xuyên hơn, chở em đi chơi, tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi mình có thể tiến xa hơn. Dạ em cảm nhận anh là hiền, ít nói. Nếu mà cho nam nhau cơ hội thì có thể bấm nút. Dạ rồi, ok. Dạ. Rồi. Rồi. Nhắm mắt lại kiểm tra lại một lần nữa nha. Nãy giờ mình nói chuyện rồi, có thể vui, có thể đùa với nhau. Bấm nút.
là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Thật sự nếu như công ty mình rung động, mình hãy bấm. Còn không rung động, chúng ta nhường cơ hội cho một người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Tại sao bạn gái là không bấm? Dạ em cảm thấy chưa rung động lắm quá. Đây của em. Chúng tôi trân trọng những cái tình cảm rất thật của bạn. Một chàng trai rất là chân tình. Nhưng có lẽ các bạn đến đây có duyên nhưng mà chưa có phận với nhau. Anh nghĩ rằng là chúng ta về tới Phan Rang có thể làm bạn bè với nhau được. Rồi biết đâu được chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa thì sao? Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Ở ngoài kia có rất là nhiều bạn trai sẽ tìm cách bấm nút cho cô gái, và rất nhiều cô gái sẽ tìm cách bấm nút cho chàng trai. Hãy liên lạc với chúng tôi nha. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tên là Lưu Văn Thọ. Sinh ngày 19 tháng 9 1991, quê Nghệ An. Lưu Văn Thọ 1991 Nghệ An. Rồi, bây giờ hiện tại anh Thọ đang làm công việc gì? Em đang phục vụ trong dầu khí ở Vũng Tàu ấy. Đang công tác dầu khí ở Vũng Tàu. Dạ. Anh có thể chia sẻ chút xíu cụ thể hơn cho em mà anh sẽ làm về cái mảng nào không? Em làm bên dịch vụ dầu khí ạ. Làm bên, là bên buôn bán hay sao? Không, dịch vụ phục vụ cho dầu khí, cho giàn khoan này. Phục vụ cho giàn khoan rồi. Vậy là một gia đình là mọi người vẫn đang ở Nghệ An hay là như thế nào? Có ba chị ở Vũng Tàu với lại gia đình ở Nghệ An. Có chị ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Rồi, anh Thọ là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì em thì mỗi cái một ít thôi, không có điểm mạnh. Có chơi thể thao không? Dạ em có anh chơi thể thao. Thích chơi thể thao. Thế chơi môn gì anh? Em đá bóng với lại tập thể hình. Rồi. Anh là cao mét mấy anh Thọ hay? Cao 1m68. Rồi ok. Rồi thế bây giờ cái điểm nào là điểm yếu mà mình cảm thấy mình chưa được trong công việc, đó là nhấn như là trong chuyện tình cảm? Em điểm yếu thì chỉ có chắc ít nói. Ít nói về ít quan tâm đến người khác. Rồi ít nói, ít quan tâm đến người khác. Rồi. Rồi. Tình trường của mình như nào ạ? Tình trường thì em có một mối tình mà cùng chia tay cùng lâu rồi, cùng 5-6 năm. Chia tay 5-6 năm. Thế sau khi chia tay mối tình đấy thì cũng có đi tìm hiểu nhiều người không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không đi được đến đâu. Anh cảm thấy là lý do là sao? Chắc mình là người hơi khó gần, ít nói nên khó gần. Ít nói khó gần. Rồi. Cái mối tình mà chia tay cách đây 5-6 năm ấy là anh yêu cái chị đấy là khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1.5 năm. Quen vậy cũng dài dài mà tại sao lại chia tay ha? Vì có nhiều cái nó không nhiều điểm nó không được chung là cũng cảm thấy không hợp. Ví dụ cụ thể. Ví dụ thì nhiều khi cái chỗ em thì lúc trước thì em muốn về quê nhưng mà bạn đó thì lại không thích về ấy. Bạn đó cũng đang ở trong Bà Rịa luôn.
Bạn đó lúc trước ở Đồng Nai. À đó, bạn đó không muốn về cô, bạn đó cũng là người Nghệ An. Về Trung Quảng Bình. Không muốn về quê, không cùng quan điểm cái đó. Thế nên là ai là người chủ động chia tay? Đó chủ động chia tay. Rồi, ok. Bây giờ anh mong muốn tìm được một người bạn gái như thế nào? Nói về ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Ngoại hình thì bình thường là được, còn tính cách thì cũng bình thường thôi, không hiền lành là được anh, Bình không cần phải thường. Rồi. Vị trí vùng miền. thế thì cùng quê được thì càng tốt, còn không thì em muốn quen bạn ở miền Trung. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì không không đặt thành vấn đề anh. Có thí dụ bây giờ bạn gái mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân có chấp nhận không? Không được anh, em thì vấn đề đó em thì không không quan trọng vấn đề đó, Có con có được không? cũng được. Rồi, ok, em cảm ơn anh Thọ nhá. Thì ngày hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình nhé thì sẽ có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. À, chào anh. Công việc quê quán của mình trước ạ. Dạ, quê quán em ở An Giang, huyện Hậu Sơn. Họ tên mình là gì anh? Em tên Linh Như Đủ. Tên Văn Đủ. Dạ. Công việc mình là gì ạ? Dạ làm vườn chị. Làm vườn là mình trồng cái gì à, vậy anh? Dạ trồng cây ăn trái. Trái gì? Ổi với khóm. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu vậy anh? Dạ năm nay em sinh 87. 87 hả? Dạ. Ờ. Rồi mình nói một chút về mình có yêu mối tình nào chưa? Dạ em có bà nói à. Rồi sao chia tay, nói kể nghe coi. Dạ có một mối đầu cứ mà em thôi năm nay 10 năm rồi. Mới đầu là có kết hôn gì không? Dạ không. Có cưới người nào không em? Dạ, có cứ một người mà em sống với mới có 2 tuần lễ em vậy thôi rồi. Bỏ em. Nói chuyện lớn lên giùm chị nha, chị đang hơi bị khó nghe. Dạ. Em nghe chị. Rồi mình bây giờ mình sao mà lý do làm sao sao chia tay, cái cuộc hôn nhân nó như thế nào mà chia tay vậy, mình chia sẻ nó rõ ràng ra giùm bên mình đi. Tại người ta bỏ mình cho em nghèo. Mà mình có nghèo không? Dạ có. Ừ, hiện tại thì cái cuộc sống mình sao, thu nhập đồ ổn định không? Không giờ em ổn định thì Nhìn thu nhập sao, bao nhiêu tháng? dạ tháng cũng được 60 triệu. 6 7 triệu rồi. Sáu bảy triệu đó rồi bây giờ nhà cửa ở thì sao? Dạ cũng ở trong nhà với cha mẹ em. Ở nhà với cha mẹ rồi, rồi bây giờ lấy vợ nữa rồi sao? Rồi sao mà đủ sống? Tại em có làm người dường cho em buôn bán, em bổ đồng như thu nhập cho ngày 60 triệu, tháng 60 triệu. Ok, bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Dạ kiếm người là làm ăn với em sống làm tiếp em cũng với gia đình thôi. Rồi, người đó làm sao, quê quán ở đâu được? Dạ ở miền Tây cũng được. Rồi ok, được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình nha.
Rồi, chào anh ha. Bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân dùm cho bên bên biên tập bên chương trình biết nha. Họ tên, công việc, quê quán, tuổi tác của mình ạ. Dạ. Em là tên Trường Văn Mười ạ. Em ở khu kinh tế xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Em làm việc làm nhân viên khách sạn. Bây giờ mình đang ở Thanh Hóa luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi nếu ghi hình ở Sài Gòn mình có vào được không? Dạ được ạ. Được không ạ? Được ạ. Rồi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình nha. Dạ, điểm mạnh của em là siêng năng, chịu khó, đi làm suốt ngày, khỏe. Đường tình duyên thì lận đận lắm nhỉ. Rồi lận đận sao, mình chia sẻ luôn nè, được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? Dạ, mối tình thì nhiều lắm nhỉ. Mối tình mới đây nhất thì tức là em muốn quay lại với người ta mà người ta kêu có người yêu rồi thì thôi luôn nhỉ. Nên là em mới... Nhiều lắm hả? Nhiều lắm là sao em? Bao nhiêu? Chục, hai chục hay là sao? Tầm 5 nhỉ. 5 mối. Rồi là yêu được bao nhiêu lâu thì kể sơ qua cho chị nghe đi. Dạ, yêu được 1-2 năm rồi chị ạ. 1-2 năm một người. 5 người là 10 năm đó hả? Mà nhát quá vậy, sao mà nhát quá vậy? Em chủ động để em chia sẻ đi thì lên mấy cua gái được chứ. Thì nhát nhát vậy đi, đến giờ này. Em làm khách sạn là em làm cái gì? Dạ, em làm bên... đi làm bên quản lý bể bơi á. Ừ. Dạ, em biết bơi không? Dạ có chứ chị, em quản lý bể bơi, em bảo vệ cả trẻ em, cả người lớn bơi. Rồi có nói chuyện với khách hàng đâu không? Dạ có chứ, nếu mà nói chuyện với khách hàng thì em thoải mái tự tin. Còn nghĩa là lúc chị nhát là nhát vì vấn đề gái. Ông nhát mà ông năm mối tình nhiều lắm luôn á. Mà nhát cái gì? Rồi tự nhiên rồi vậy bây giờ ca hát gì được không? Ngoài chuyện bơi ra em có tài lẻ nào khác không? Dạ, em biết nấu nướng vậy. Em biết nấu nướng, pha chế rượu. Ừ, ca hát gì được không? Dạ, ca hát thì có nhạc em biết hát được, còn hát không em biết hát. Em cao bao nhiêu á Mười? Dạ, em cao 1m66-67 vậy. Dạ. Rồi bây giờ thì tìm bạn gái, em thích tìm một người như thế nào nè? Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán, em mô tả kỹ giùm chị. Dạ, em thích bạn gái dễ nhìn thôi ạ. Dễ nhìn là được ạ. Còn cao thì cao từ 1m50 đến 1m60 là được. Công việc thì em cũng, công việc thì bình thường thì em cũng gầy, công việc lao động tự do là được ạ. Biết trong chấp gia đình là được. Cái kiểu công dân ấy gì? Rồi cô đó ở đâu được? Ở khu vực nào? Nếu càng gần em thì càng tốt chị. Càng gần Thanh Hóa em thì càng... Sài Gòn được không? Hoặc là ở Thanh Hóa nhưng đang làm việc ở Sài Gòn được không? Dạ, vậy là người Thanh Hóa mà làm việc ở Sài Gòn thì càng tốt chị. Em... Tại vì em cũng là... Em nhưng mà cũng có khoảng cách xa quá rồi sao em đi hẹn hò chứ? Dạ, nếu mà thì nếu mà đủ đi tình cảm thì em kiểu đó em làm được mà. Tại vì em ở đâu đó em vẫn có người nhà cho nó mà. Em mà công việc đây cũng công việc tự do thì mà em muốn nghỉ thì em nghỉ, em kiểu vào em làm việc khác cũng được thì mà. Trời đất ơi, đi làm mà sang vậy, muốn nghỉ vậy hả? Giờ là làm ở đó rồi, bây giờ tương lai sự nghiệp làm sao nè? Ý là bao nhiêu năm nữa em sẽ lấy vợ được rồi, có để dành tiền đồ được gì chưa? Cái đó thì có đủ hết rồi chị ạ. Bây giờ chỉ cần có người là cưới thôi. Rồi, có đủ là bao nhiêu? Bây giờ cho chị biết rồi để chị coi kiếm cái người phù hợp cho em nè. Để dành được gì rồi nè. Rồi đi làm như đi chơi vậy mà để dành được tiền luôn, dữ dội quá vậy. Không đi làm như đi chơi đâu chị. Ý là em làm công việc đây được 4 năm rồi chị mà, hơn 4 năm rồi mà. Rồi có để dành đất cát gì được không? Ý là bao nhiêu tiền mua nhà cửa hay là như nào, ở chung ba mẹ hay sao? Có rồi chị ạ, em bây giờ em có nhà có đất rồi, nhưng mà ý là cũng không được ấy mấy, cũng tầm 600-700 triệu đấy.
Rồi nếu mà được chọn á, thì chương trình sẽ liên lạc lại với em nha. Rồi xong rồi rồi trao đổi thêm. Mà mình phải chủ động mình nói chuyện được nhiều hơn mới được ha. Dạ 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 Rồi em cảm ơn. Rồi.